An Giang bây giờ giống như đang đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi. Nếu đứng im đồng nghĩa với việc chấp nhận mình bất lợi hơn so với các đối thủ khác. Và chặng đua ngày hôm nay từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn đường dài đến 180 km thì không biết là những mũi tấn công của huấn luyện viên Lê Thành Liêm của An Giang liệu có thể mang lại hiệu quả cho tập thể An Giang hay không. Hãy đón xem trong chương trình Nhật ký Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của các nhà tài trợ VinFast, Madison Group, Red Bull, Midimo, Warrior và K-Zone. Nhưng rồi các dự đoán của nhóm phóng viên Nhật ký Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã không chính xác. Tập thể An Giang không tung ra mũi tấn công nào cả. Đoàn đua chủ động dưỡng sức chờ chặng 8 leo đèo Măng Giang và An Khê. Thì hôm nay chặng 180 cây thì em nghĩ tất cả các đội cũng hôm nay cũng không ai đánh đâu để dành cho chặng Pleiku. Nhưng trong thế dưỡng sức quen thuộc vẫn có những nét mới và chương trình Nhật ký xin kể câu chuyện ở chặng 7 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn bằng hai con số. Đầu tiên là số 6. 6 phút là khoảng cách lớn nhất giữa hai tốp cho đến thời điểm này của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2019. Thưa quý vị, như vậy tưởng chừng như khoảng cách sẽ bị rút ngắn khi mà còn cách đích ở thành phố Quy Nhơn 40 km, nhưng không như những vậy mà khoảng cách đó lại còn xa hơn. Chính vì thế tình thế của chiếc áo vàng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Xét riêng cục diện chặng này, quân khu 7 Trisport là những người phải sốt ruột nhất. Nếu để tốc đầu về đích tạo cách biệt hơn 6 phút rưỡi, Huỳnh Thanh Tùng sẽ mất áo vàng vào tay Hồ Hoàng Sơn của Rodeco Vĩnh Long. Kế đến, Dược Domesco Đồng Tháp cũng là những người phải vào cuộc để giữ chiếc áo trắng cho Nguyễn Quốc Bảo. Nhưng vì sao tất cả vẫn bình chân như vậy? Tưởng là không có gì, nhưng thực tế đang có những cơn sóng ngầm ở tốp sau. Đó là cuộc đấu trí căng thẳng giữa các chiến lược gia để xem ai là người thiếu kiên nhẫn nhất. Cả huấn luyện viên Trần Thôi và huấn luyện viên Trần Văn Quyết đều nhẹ gánh khi có Đồng Nai đảm nhận trách nhiệm này. Điều đó không có nghĩa huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú non hơn hai người đồng nghiệp, mà vì anh muốn tự quyết thay vì trao số phận mình vào tay người khác. Hai ekip của Đồng Nai ráp đội hình, kéo tốc đồng thu ngắn cách biệt xuống còn 4 phút khi cách đích 30 km và án binh bất động ở đó. Động thái này có hai mục đích. Một là giữ tầm cho Loic Desriac, quân cờ chủ lực đang có ưu thế tranh chấp áo vàng chung cuộc. Hai là đặt niềm tin vào Huỳnh Nhật Hòa ở top trên với hy vọng có chiến thắng chặng đầu tiên ở Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Đó là chiều nhất tiễn hạ song điêu, một mũi tên trúng hai mục tiêu. Nếu thành công, huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú có thể kích tinh thần cả đội lên cao, có được sự hưng phấn cho những chặng đèo gian nan phía trước. Đó thì đội em thì cố gắng hôm nay cho vận động viên trẻ Nguyễn Nhật Hòa thể hiện, của đội Vinhua thể hiện, nhưng mà tại vì do đội Sài Gòn kéo vô nên tụi em về chùm. Nói chung đội em đang hiện tại đang lợi thế về lực lượng gà đèo, thì tụi em sẽ tới chặng An Khê Bang Giang, chặng Quy Nhơn lên Lê Cô tụi em sẽ đánh, tại em còn tới 6 mũi luôn rồi. Nhưng một lần nữa, người ta phải nhắc đến tập thể Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lúc chương trình muốn nhắc đến con số thứ hai ở chặng 7, số 10. 10 km cuối là thời điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ và Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình. Hai tập thể, 14 tay đua ráp đội hình xóa bỏ khoảng cách 4 phút chỉ trong vòng vài km cuối để tạo thế mũi tên đưa về rút. Không một mũi tấn công nào đủ sức làm đối trọng với đội Thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh em Lê Văn Dũng và Lê Nguyệt Minh tung nước rút mạnh mẽ để giành hai thứ hạng đầu ở vạch đích. Gần 10 cây thì có thể nói rằng em cũng như các vận động viên lớn trong đội đã thông qua và họp trên đường đua rằng là kéo vào, khi vào còn 5 cây mà vào được top thì vào, còn không vào được thì sẽ bỏ. Nhưng có thể nói rằng hôm nay toàn thể các anh em trong đội đã làm việc rất là tốt. Một điều rất hay của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hồ Việt Mỹ, vì đó chính là tinh thần đồng đội của tụi em ở trận này được nêu lên rất cao. Từ đầu đến giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn thể hiện sự vượt trội ở những chặng đường băng. Nhưng với Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì mấu chốt của cuộc tranh chấp các danh hiệu chung cuộc lại nằm trên những ngọn đèo.
sẽ còn nhiều thứ phải làm cho các đội sau ngày nghỉ tự do ở Quy Nhơn ngày 20 tháng 4. Vâng, thưa quý vị, như vậy là dự đoán của Quyết Thắng và Tuấn Lâm thì đã sai, đã không thành hiện thực khi mà ekip An Giang, tập thể An Giang vẫn chưa để lộ ra thêm bất kỳ một mũi tên tấn công nào trong cuộc đua chiếc áo vàng của cuộc đua năm nay. Có lẽ là đoạn đường 180 km, nhưng mà là đường bằng chưa phải là điều kiện thích hợp để thầy trò huấn luyện viên tính toán cho những cái chiến thuật tiếp theo, và có lẽ họ sẽ chờ đợi ở những chặng đua có đèo. Và thưa quý vị, đến đây chương trình Nhật ký Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 Non sông Liền Một Dải cũng xin được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của các nhà tài trợ VinFast, Madison Group, Red Bull, Medimo, Warrior và K-Zone. Gần một nửa chặng đường vừa qua của cuộc đua xe đạp toàn quốc trên Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31, Non sông Liền Một Dải đã đưa người hâm mộ đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc bởi những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Mời quý khán giả cùng nhìn lại những diễn biến nổi bật và lắng nghe những câu chuyện bên lề thú vị ở cuộc đua năm nay qua chương trình tổng hợp với sự tham dự của các huấn luyện viên, bình luận viên và vận động viên xe đạp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ấn tượng Cúp Truyền hình 2019 trực tiếp từ 8 giờ ngày 20 tháng 4 trên các kênh HTV7 và HTV Thể thao của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.